Máy chạy đất luôn các bạn. Thì hiện tại ở ngoài kia đang chạy vô một cây nữa nè. À, máy này chạy chung cái lô đất này. Cây này cũng đang chạy vô các bạn ơi, thì máy này chạy chung với cây 95 bên kia ha. Cái vàng lúa này cũng rất là đẹp luôn các bạn, giống 18 nè. Cái nguyên cái cánh đồng này thì làm giống này nha các bạn ơi. Cái này hai máy chung với các bạn thấy kéo mà máy 70 rồi chạy lên đất lô nữa các bạn, chạy rất là đã luôn ha. Để một lát xem mấy anh này chở bao nhiêu bao nữa các bạn. Rồi, cây
sau kìa, mấy anh chạy qua cái đường mương nha, thì lúa nó ở phía sau nó tuột xuống. Máy này chở quá chở luôn các bạn ơi. Máy này chở có 100 bao luôn các bạn ơi, cây máy 70 nha. Ở chỗ đó thì có một cái dốc luôn các bạn, thì ở dưới cái dốc đó nó có cái chỗ đó nó ứ nước lại, nó hơi đất nó hơi dẻo ha. Mấy anh đang bò lên. Đây, mấy cắt này chắc cũng còn một cái cù nữa các bạn. Cánh đồng này thì hiện tại mình thấy có 5 cây mới cắt luôn các bạn. Thì ở đây thì mình thấy mới có 3 chiếc máy kéo chạy qua. Hai chiếc kia còn kéo miếng ở bên kia chưa qua kịp. Đây đất lô rồi, cái cây máy kéo này chở cũng khủng rồi các bạn ơi, chở